Hello, chào cả nhà. Cả nhà xem nè, bí pumpkin cận trên chị chủ nè, đó giống như farm vậy không? Ơi quá trời luôn. Đó cũng một bàn tay nhung hà, ươm, trồng, tưới nước, chăm sóc. Bây giờ cuối mùa cũng được một mớ pumpkin đó cả nhà. Nhưng mà chưa có thu, hôm nay đi vòng vòng thu cái khác hết cả nhà. Mà ý là quay vòng vòng cho cả nhà xem bí pumpkin ở trên đây cho cuối mùa cho cả nhà xem. Quá chừng luôn, đổi màu sắc hết trơn, cây nó lụi hết chân gần thu rồi cả nhà. Vườn tược bây giờ đổi qua màu vàng hết rồi cả nhà ơi, cuối mùa thôi, đi lụm được gì lụm nha. Vẫn còn khói nhiều lắm cả nhà ơi, mới tưới nước xong đó, mà mấy anh đây có chuột đậu à. Mình sợ để hồi cái nó già quá không ai hái, mình không hái là kêu chỉ cứ để vậy thôi nha, nên là mình sợ nó già nên là thôi mình nói để đó. Em làm thu giờ này thì, nhưng mà nói chung là khi nào Nhung Hà quay video thì một là sự đồng phép ấy gì có sự đồng ý của chị chủ mình mới quay, hai là cuối cuối giờ thì mình làm xong công việc của mình á, hôm nay thì mình tưới nước nè, với lại là sơn. Hôm nay Nhung Hà kiêm luôn là sơn vẹt ni nữa cả nhà ơi, trời ơi đủ chuyện đủ việc cả nhà ơi. Trên đây bây giờ mình học hỏi, vừa làm vừa học võ rồi nhờ. Đó. Bên đây công nhận nha, họ mua cái cửa về á, xong rồi họ tự sơn luôn rồi nha, dữ dằn thiệt luôn á, tự pha tự sơn luôn, nên là Nhung Hà phụ rồi mình cũng học luôn. Thành ra bây giờ mình cũng biết sơn luôn rồi nhờ. Nào giờ mình có biết sơn vẹt ni như thế nào đâu, nay biết sơn luôn rồi đó. Công nhận đi qua Mỹ ha, học hỏi được nhiều cái ghê nhở ơi, đủ cái gì cũng tự làm, mình công nhận là họ tiết kiệm ghê. Tụi gì mướn á, mướn mà gọi là thợ, mà thợ chính để mà làm công việc này, trời ơi, nhiều tiền lắm ở nhà, nên là mình thấy đa số nếu mà họ làm được cái gì là họ làm hết cả nhà, nên là mình rất là nể luôn, nên là như vậy thì mình cũng học hỏi được nhiều cái để họ chỉ mình làm cả nhà. Họ cứ lên có giống như là có video chỉ á, cách mình làm á, xong rồi họ cứ làm theo giống như người ta chỉ vậy đó. Đó chị mà đẹp ghê luôn, không có thua gì mà mình làm ở ở tiệm hết trơn á. Mướn người bên đây mắc lắm, nhân công á. Như họ mướn Nhung Hà thì 15 đồng giờ, 15 đô một giờ, hình như mình nghĩ chắc bây giờ họ tăng mình 17, 18 đồng rồi á. Tại vì mình thấy tiền mình lên. Bữa hôm mình nghe chị chủ tăng lương cho Nhung Hà rồi, tự mình làm đây trời ơi. Từ hồi qua Mỹ giờ 7 năm là mình làm trên đây cũng 7 năm luôn á nha. Trên chỗ này nè, mình không có đi làm cho ai hết á, chỉ có đi làm trên farm này thôi, ngoài trên farm này ra thì mình không có làm cho ai hết. Có ở nhà làm YouTube với lại lên đây làm phụ việc cho chị quản lý vậy thôi à. Thì có hai chủ mới, hồi trước thì làm phô mai mình có quay ở nhà xem đó. Xong cái chủ cũ họ đi, họ không có làm phô mai nữa, họ chỉ nuôi dê, giống kiểu thú cưng vậy thôi à nha, chứ họ cũng có không có làm bán buôn bán như cái ông chủ cũ thì họ buôn bán. Nay thì ông chủ mới này thì ông chỉ thích kiểu như là khu sinh thái vậy đó nha. À, xong rồi cái mời khách tới, tại vì ổng có mấy công ty lận với lại bạn á, mua cùng cái farm này cùng một người bạn của anh, cái ai cũng thích động vật đó nên là họ mua này đó, họ giải trí vậy thôi nha, chứ họ có công ty lớn, tại vì cũng có số một số bạn hỏi thế, chị Nhung làm vậy họ trả lương vậy rồi người ta không buôn bán gì sao có tiền trả, tự vì người ta kiểu giống như là người ta có công ty rất là nhiều luôn, họ đầu tư công ty nhiều lắm, rồi họ lấy cái tiền đầu tư đó đó họ trả tiền ngân công cho mình đó. Một tháng anh quản lý nè, chị quản lý nè, với lại một số người nữa cũng làm việc cũng cũng nhiều ạ, tháng họ trả cũng nhiều tiền á cả nhà, nhưng mà cái duy trì cái chỗ này sạch sẽ với lại chăm sóc thì cũng phải chi tiền ra chứ, không thôi là để cỏ tùm, lâu lâu họ mới tới mà, họ đâu có tới hoài, họ đây đâu đâu ở đây đâu, cái mỗi lâu lâu rồi họ dẫn khách hàng tới nè,
gia đình tới nè. Thì chị quản lý đó, chị nấu ăn nấu uống rồi lấy những thứ mà mình trồng được nhìn nè, nấu cho ông bà chủ ăn, nên là họ thích lắm, họ thích hưởng thụ vậy nha. Họ giàu mà, nên là gọi là million đó cả nhà, millionaire, tỷ phú á. Nên là hả, mà chị chủ chị sợ sau này, nhưng mà ví dụ chuyển chỗ khác ông xã mình, tối ngày anh kêu đi chỗ khác ở, mỗi lần trời lạnh rồi đó là đòi đi tiểu bang qua tiểu bang khác sống. Mình cản hoài, mình thích ở đây rồi nhỏ ơi. Ở đây đẹp ha, không khí hiện tại thì bị cháy rừng nên là bị ô nhiễm rồi, nhưng mà khi hết cháy rừng á thì không khí nó vẫn trong lành hơn á. Mấy hôm nay cả tháng này rồi toàn là bị khói không à, chán dễ sợ, nắng lắm. Hình như trái đất bắt đầu nóng lên sao á, nóng hơn thường ngày nhỉ ơi. Giờ này đáng nhẽ là lạnh dữ lắm rồi á mà vẫn còn nóng. Chà, được có rổ đậu rồi nhỉ ơi, mê không. Bây giờ hết đậu kia rồi, chỉ có mỗi đậu này được nhiêu đây đậu đó. Rồi nha, mẹ lấy cái này đi hái vô tay vậy nhỉ ơi, cái đậu để trong thùng nó giữ được lâu á. Đi thua cà chua đi hết cả nhà ơi, ăn cà chua quá trời đây rồi. Xong rồi qua thu hoạch rồi dâu tây, trời dâu tây hôm nay nhiều lắm, mà thu hoạch cà chua đây nè, quá chừng cà chua bỏ trong cho chị. Nhiều lắm cà chua, bao la. Chị kêu chuẩn bị trời mưa nên là đi ra có cà chua thì hái giùm, mình xong việc rồi mình ra mình hái giùm chị. Chừng đã chưa này, cà chua này cũng không có bự lắm cả nhà ha, loại này là loại bình thường, loại loại vừa, gọi là không to không nhỏ. Có một loại nó bự lắm, năm ngoái chị trồng mà năm nay thì chị cũng trồng loại bự nhưng mà không có bự bằng năm ngoái. Năm ngoái trời ơi, trái bự bự không á, mê lắm. Rồi, chung đã được 3 trái hết luôn rồi đó. Hôm giờ Nhung Hà nhiều lắm rồi nha, không biết bao nhiêu là cà chua luôn á ha. Trời, cái đậu này, này nó bự chà bá luôn rồi. Trái này bự chưa? Cái này là bumblebee, một loại cà chua khác nha. Cà chua vàng, cũng sai vừa. Ôi trời. Nhiều chưa? Chín ha, bữa hôm giờ cũng nhiều chín. Chắc cũng phải mấy rổ rồi rất là nha. Nhiều ạ. À. Chín nhiều ạ. À. Ồ, cái này giống như cà chua mà gọi cà chua của diếp rà nha, cà chua sọc á, cà chua giống như Nhung Hà trồng mà cái diếp rà của Nhung Hà là màu màu xanh, còn này màu đỏ này nha,
kiểu như là gọi là sao ha, cà chua ngự vặn á nhỉ. Quá trời, này cà chua nước sốt đỏ rồi. Trong đây nhiều ghê chưa. Tuần này Nhung Hà không lên mà được nhiều trái để hái quá. Giờ cuối tuần nhỉ, nay thứ hai nên là thứ hai lên lúc nào cũng được hái nhiều. Đây nè, cái chùm này là hái hết luôn rồi, rất là nhỏ, một chùm dài từ đầu tới cuối nhưng mà hái hết luôn. Wow, dữ dằn thiệt. Trong này có hai trái nè. Rớt dưới. Đây cả chùm luôn nè. Wow, đã ghê ha. Này là cà chua nho. Chắc là Nhung Hà sẽ xin cho chủ mấy trái về làm giống, hoặc là hỏi cho chủ mua ở đâu á, mình mua về mình làm giống. Chứ trái mình thấy ham quá à. Hình như nó trái nó bự và cái chùm nó dài hơn so với cái chùm ở Nhung Hà trồng, nên là mình nghĩ chắc cái giống khác mà. Mình thấy trái nó bự hơn. Cũng nho nhưng mà nhiều lúc ấy, công ty họ bán khác nhau. Wow, mê chưa. Đây là cà chua bi nè. À, chín hết trơn luôn. Đã ghê không? Ồ, trái này nứt rồi. Mấy trái nứt chị dặn đừng có hái. Nứt rồi. Đi qua cà chua bự nha cả nhà ơi, cà chua bự hái hàm. Mình mê cà chua bự, hái nhanh. Trái hùm hùm, chị dặn hái hùm hùm vô luôn. Tự còn nhiều trái xanh quá đó. Trời ơi, đừng rớt cái chùm này em ơi. Đó, bốn em bự. Ngồi hen, đi vô trong xem có trái bự nào nữa không. Chỗ này cả chùm bự ghê không. Chùm bự nè. Bự nè. Bự nhiều không. Ồ, trái này đổi màu rồi. Đổi màu hai vô trong. Ừ, đây có trái đổi màu nè. Chín luôn rồi. Úp úp. Rồi, chà, được cả thau này, toàn là cà chua nhà ơi, cà chua nhỏ, cà chua to gì đây hết trơn luôn. Rồi, mình bỏ qua cái này đi cho nó khỏi bị dập mấy cái trái nhỏ ở dưới. Đó, được nguyên khay luôn rồi nha, trời dữ dằn không. Rồi, đi vô trong tìm dưa leo. Hai dưa leo trắng đó nè. Một em nè.
công nhận dưa leo trắng ở đâu mà trái gì đâu mà dữ dằn thật cả chứ. Mấy cây dưa leo kia nó đều hết trơn mà có mỗi dưa leo trắng nó còn đẹp à. Wow. Trời ơi, hai trái bự chà bá ở đây nữa nè. Sao mà dữ dằn, khỏe dữ. Dưa leo trắng rồi nè. Nhiều quá. Cái trái to. Cái xô luôn. Ui dồi ôi đây nữa nè. Ghiền thiệt hết chứ. Màu xanh. Màu trắng. Mấy em màu xanh cũng ok. Hay là Hàn Quốc. Mày cũng Hàn Quốc rồi. Cái màu xanh nữa nè. Này là Nhật Bản. Trời con chị chồng Nhật Bản với Hàn Quốc. Nào cũng ok hết. Trời dưa leo ta. Ngày nào cũng được hái dưa leo đã dữ rồi. Mẹ ơi, trái gì mà đã dễ sợ ta. Không, cuối mùa rồi mà trái vẫn còn quá chùm trái. Wow, đầy xô, đầy xô. Đầy xô rồi. Lấy nè, đi vô hái vô tay nhỏ. Ui, trời ơi, chắc đầy cái rổ này luôn á. Quá trời vô tay. Đi qua mé này. Ô, cái trái này nay chín rồi nè. Wow, trời ơi. Mua mẹ ơi, trái này cha bá lửa luôn. Công nhận nha, vô tay. Hái xuống cái tay luôn đó nhở. Trái mà bơ. Mê dễ sợ. Càng hái càng ra. Cái này cũng hư ủng quá. Wow, trái này cha bá luôn. Ừ.
ghiền, thiệt là ghiền luôn. Wow, mê ghê. Rồi, được mớ vô đây. Hôm nay cầm cái rổ đỏ nên không thấy em vô tay đâu ta. Wow. Tiếc dữ. Cái này ồ chưa cái chùm bá bự mày qua trái này còn ngon. Wow, quá đã cái trái này luôn, đẹp ghê luôn. Đây em này nữa, đây nữa. Ồ, thương đời ơi, thương chưa cả nhà ơi. Hả? À. Sắp tiếng ngon lý á. Ui trời. Mấy mày tháng rồi đó cả nhà ơi, mà vẫn còn. Nào mấy con chó bên đây nè. Đó, trời ơi, này, puppy này nó lớn dễ sợ chưa? Nó bằng bự, bằng con hai con chó bự rồi đó. They so big now. Yeah. You want some? Baby? Chị này cũng muốn đó hả? À, ơi, thương dễ sợ. Ui trời, coi. Thương ha. Nhắm. Doesn't know how to suck anymore. À, chưa biết nè. Chewing. Licking. Chị nói nó lớn là về nó quên cách bú rồi. Ok con. Trời ơi, coi chị dê kìa. Chị sổng chuồng cái là chị đứng ngay cỏ chị ăn coi kìa.
thấy mình cái chị đứng rồi kìa, mắt đuôi nè chứ. Đây hai con chó nè, nó sit 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 sit. Trời ơi nó lớn nó không biết đường. Oh there we go, good boy, good boy. Sit sit, no no sit. Ok ok, bắt tay. Trời ơi sit. Thôi chị đi làm nhiệm vụ. Trời ơi cả nhà xem, nãy giờ Nhung Hà thu hoạch được nhiêu đây cho ông bà chủ nữa nha, mê không? Quá chừng luôn. Bây giờ mình phải đi về đấy cả nhà ơi, tưới sơ nước cho dâu tây cái nữa là Nhung Hà đi về đây. Tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Yeah.